Rồi đây giờ bạn Thưởng Nguyên hỏi thấy em muốn làm bất động sản thuê cho thuê lại thì em phải làm sao? Rồi ok ạ, theo tôi thì nó có mấy cách, đôi khi bạn sẽ là như này. Khả năng thứ nhất là nếu mà bạn có điều kiện tài chính tốt thì theo tôi bạn nên đi học cho nó có bài bản, có đầu cuối. Chúng ta không chỉ học phần công cụ thuê cho thuê lại mà bạn nên học cái kỹ năng. Ví dụ kỹ năng thứ nhất là tìm làm nào để tìm đến những cái nhà mà mình có thể làm thuê cho thuê lại được. Rất là nhiều bạn khi mà đi làm công vụ này đi ra ngoài tìm không thấy. Kỹ năng thứ hai là khi bạn tìm thấy rồi bạn nên có khả năng điều tra định giá, đánh giá được cái tài sản đấy như thế là đắt hay rẻ, có nên làm hay không, nó có rủi ro gì không. Cái kỹ năng thứ ba mà bạn cần cải thiện ở đây ấy, là cái kỹ năng đàm phán, tức là ví dụ bạn nói chuyện với chủ nhà làm nào họ chấp nhận những cái điều khoản của bạn. Ví dụ thông thường nó khoảng hơn chục cái điều khoản mà chúng ta cần tranh luận với nhau. Ví dụ như là nói về giá chẳng hạn, họ đề xuất 10 đồng mà bạn lại muốn gặp nhau ở 8 đồng. Ví dụ như là bạn muốn hợp đồng là ký 5 năm nhưng mà người ta lại cho bạn có 3 năm thôi. Đấy, thế thì rất là nhiều bạn là không có khả năng đàm phán. Thì theo tôi thứ nhất là bạn nên học hỏi để trang bị cái kỹ năng. Thì tôi vừa nói cho bạn những kỹ năng, thứ nhất là về cái công cụ thuê lại là phải đi tìm được cái tài sản đã. Làm nào tìm được. Đấy. Thì tìm nó có rất nhiều cách tìm nhưng mà nó cũng phải có cái quy trình để đi tìm cho nó hiệu quả. Cái thứ hai là điều tra định giá. Sau khi tìm thấy rồi thì phải điều tra định giá xem cái tài sản đấy nó có ổn không, nó giá cả hợp lý chưa. Điều tra xem nó có quy hoạch, nó có vướng về tranh chấp hay là quy hoạch thì không có lo nhưng mà thường có thể về tranh chấp, về vấn đề về phong thủy. Nếu bạn không điều tra, có những cái nhà khi có người mất trong nhà thì bạn vào bạn thuê xong bạn cho thuê lại thì bạn sẽ rất là sợ đúng không. Kỹ năng về đàm phán, ví dụ làm nào mà mình ký được những cái điều khoản có lợi, giá cả hợp lý, thời hạn thuê, tiến độ đặt cọc hay là chi phí sửa chữa cải tạo vân vân. Nó có rất nhiều thứ mình cần phải đàm phán trao đổi với nhau. Sau khi bạn đã thuê xong rồi, bạn cải tạo cái nhà cho sạch sẽ đẹp đẽ rồi chẳng hạn, mà bạn bắt đầu cho thuê ra thì bạn có thể gặp cái vấn đề là cho thuê nó bị chậm. Vì thế bạn cần phải cải thiện cái kỹ năng marketing, tức là quảng cáo làm sao cho nó hay, cho nó hấp dẫn, nhiều người biết đến và rất là nhiều người bắt đầu chạy đến xem cái nhà của bạn, gọi điện thoại cho bạn. Thì đấy là kỹ năng marketing. Và khi mà khách người ta vào xem và bạn tư vấn, người ta ok luôn, người ta ký hợp đồng với bạn. Chứ người ta không bảo là để em suy nghĩ, để em cân nhắc. Thế rồi là họ lại đi xem cái nhà khác. Đấy, thì cái kỹ năng đấy, kỹ năng bán hàng. Thì bạn cần cải thiện rất là nhiều kỹ năng, bởi vì nếu bạn cho thuê chậm, cái nhà đấy cho thuê là 20 triệu một tháng, bạn cho thuê chậm 3 tháng thì bạn mất 60 triệu. Đấy, nên là khả năng số 1 nhá. Bạn hỏi là nếu bạn muốn làm thuê cho thuê lại thì làm sao, thì thứ nhất khả năng số 1 theo tôi thì bạn nên đi học cho nó có bài bản, học cái công cụ, học cái kỹ năng. Nhưng mà nếu mà bạn không có tiền, không có tài chính thì khả năng số 2 tôi khuyến khích bạn có thể là bạn bắt đầu từ những cái nhà ít tiền, những cái nhà nhỏ. Bạn có thể giống tôi ngày xưa đấy, tôi làm cái nhà nhỏ ít tiền thế và lời được ít, một cái nhà lời được có 2 triệu 3 triệu đồng đấy. Sau đó tôi làm những cái nhà lời 5 triệu đồng. Tuy nhiên thì tôi cũng phải gặp những cái rủi ro, bởi vì là khi mà ban đầu không có ai dạy cho mình, không có ai chỉ dẫn cho mình đấy, thì mình sẽ gặp rủi ro, mình sẽ gặp mất tiền đấy. Thì nó có hai khả năng như vậy. Khả năng thứ nhất là bạn, nếu bạn có điều kiện tài chính, tôi khuyến khích bạn nên đi học đấy. Thì tôi khẳng định bạn sẽ làm hiệu quả hơn, giống như nhiều bạn học viên của tôi làm được 300 phòng thì thu nhập được 250 triệu một tháng. Thế và bạn ấy thì ngày xưa bạn ấy làm ở bên công ty Mobifone, sau đó bạn ấy nghỉ, sau đó bạn ấy ra bạn làm thuê cho thuê lại. Và có rất là nhiều bạn học viên như thế. Có những bạn tôi ví dụ ngày xưa làm công nghệ thông tin mà tôi nghĩ là bạn ấy không làm được, đi học tôi thấy chậm lắm. Thế mà sau 2 năm rưỡi gặp lại tôi thì bạn bảo là bây giờ em làm được 600 phòng rồi. Đấy, thì em rất là cảm ơn thầy, em đi thuê cho thuê lại nhà thôi. Thì nếu bạn chưa có điều kiện tài chính thì bạn có thể bắt đầu làm những cái nhà nhỏ ít tiền. Đấy, sau đó thì mình rút kinh nghiệm, mình điều chỉnh. Thì đấy là cái cách thứ hai. Đấy, rồi. Ok, thì đấy là cái gợi ý cho bạn Thưởng Nguyên. Mình nắm được chưa? Bạn Thưởng Nguyên nắm được chưa? Lâm lum cả đời không bằng tiền lời lô đất. Nhiều người vất lên nhờ đất tăng giá, nhưng cũng không ít người tan cửa nát nhà, cạn tiền mặt, đau đầu vì đóng lại, đất thì tăng giá nhưng bán mãi không ai mua. Thật đáng tiếc sau những bài học tiền tỷ thì kinh nghiệm mới được rút ra. Với nhiều người, đó có thể là khoản tiền tích góp trong nhiều năm. Càng nguy hiểm hơn nếu đó là khoản tiền đi vay để đầu tư bất động sản. Có nhiều cách để bạn biết trước được những rủi ro mình có thể gặp phải trong quá trình đầu tư nếu được trang bị những kiến thức, kỹ năng và tư duy đúng. Hãy tham gia khóa học 3 ngày miễn phí trí tuệ đầu tư của giảng viên Nguyễn Thành Tiến vào cuối tháng này. Bạn sẽ học được những tư duy đúng khi đi đầu tư bất động sản, giúp bạn kiếm được tiền bất chấp thị trường lên hay xuống. Kỹ năng điều tra giúp bạn tránh được các rủi ro về pháp lý, tranh chấp, phong thủy. Kỹ năng định giá giúp bạn xác định được mức giá phù hợp của bất động sản, tránh mua đắt hoặc bán ớ giá rẻ. Kỹ năng đàm phán giúp bạn kiếm được tiền ngay khi mua nhờ việc thương lượng khôn khéo.
kỹ năng marketing, bán hàng giúp bạn ra hàng nhanh và được giá. Kỹ năng huy động vốn giúp bạn biết cách tìm nguồn vốn và quản trị vốn trong quá trình đầu tư. Ngoài ra còn rất nhiều kỹ năng hỗ trợ khác. Bạn sẽ được học những công cụ kiếm tiền trong bất động sản như đầu tư đất ven đô, thuê cho thuê lại, mua sửa bán, đầu tư bất động sản dự án, đầu tư phân lô hay lập dự án. Tỷ phú Donald Trump nói, không có thất bại, một là bạn thắng, hai là bạn được một bài học. Đừng để một bài học của bạn giá vài tỷ vì thiếu hiểu biết. Bấm nút đăng ký bên dưới để đăng ký vé miễn phí. Lớp học này đã có 150.000 người học trong 10 năm qua. Đây là khóa học có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Ok, câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Lý. Em mua vào một dự án nhưng đang có sóng, giá lên vù vù chóng cả mặt, xuống tiền thì sợ vào cuối sóng không ra được, lưỡng lự thì mất cơ hội. Thầy chỉ cho em cách nhận biết đầu sóng và cuối sóng. Rồi, ok, một cái câu hỏi rất là hay. Có bạn nào cũng muốn nghe cái câu trả lời cho câu hỏi này không ạ? Ok, bạn nào muốn nghe cái câu trả lời cho câu hỏi này thì comment vào ô chat là yes. Rồi, ok, đây là một câu hỏi rất là hay. Thì tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế. Tôi ví dụ như là trước chúng tôi đầu tư bất động sản đất ở Phú Quốc. Thế thì có những miếng đất ngày xưa ban đầu mua thì nó chỉ có ví dụ như là 1-2 triệu mét. Đấy. Thế mình mua vào, xong bắt đầu nó tăng giá lên 4 triệu, 5 triệu một mét. Thế sau đó thì mình thấy là 4, 5 triệu cũng được rồi, bán. 4, 5 triệu bán. Và sau đó thì thực ra đất ở đấy nó lại tăng lên tiếp. 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu một mét. Và sau đó thì nó lại tăng lên tiếp 12 triệu một mét. Đấy, tuy nhiên đến khoảng 12 triệu một mét ấy, thì sau đó nó bị chững. Và ví dụ một cái miếng đất, ví dụ 500 mét mà 12 triệu một mét thì nó thành 6 tỷ. Và đây tôi chia sẻ. Và sau đó thì cộng với những cái việc như là có những cái chính sách của nhà nước, tôi ví dụ như là dừng phân lô tách thửa này, thanh tra đất đai này, dừng tạm thời cái việc sang tên này, vân vân. Thế thì lập tức là bắt đầu thị trường nó chững lại, nó đi ngang và nó đi xuống. Tính đến bây giờ, nếu mà từ 30 tháng 4 năm 2018 thì đến bây giờ nó phải rơi vào 2 năm rưỡi, gần 3 năm rồi và nó không có đi lên. Ví dụ đấy là câu chuyện với là đấy là đất nền. Thì như vậy, qua cái câu chuyện này bạn cũng có thể học được mấy điểm này. Thứ nhất, cái thời điểm đấy về Phú Quốc nó sốt khủng khiếp luôn, sốt kinh khủng. Rồi, thậm chí là sáng mua chiều bán. Rồi, thế thì về cái gọi là bạn gọi đang gọi câu chuyện là đầu sóng với lại cuối sóng ấy, thì nó như thế này. Thứ nhất là tôi ví dụ như là khi mà cái miếng đất nó lên đến 12 triệu một mét ấy, và 500 mét vuông nó 6 tỷ, nó đã vượt quá cái sức mua của rất là nhiều người. Hay là như ví dụ một số khu vực ấy, ban đầu giá đất chỉ có 5 triệu, sau đó lên 10 triệu, sau đó lên đến tận 30 triệu. Thế thì 100 mét vuông mà 30 triệu một mét 3 tỷ thì gần như là không có ai là cái người tiêu dùng mà mua cái miếng đất đấy 3 tỷ ở gần đấy. Rồi sau đó là người ta lại tức là cái khu đấy nó chưa có phát triển ấy, mà lại là 3 tỷ đất xây lên mà mất 1 tỷ nữa 4 tỷ thì họ không có. Thì khi nào thì gọi là cuối sóng. Ở đây thì trong nhiều trường hợp thì có thể nó gọi là nó vượt quá cái khả năng chi trả của người tiêu dùng. Rồi, nó đắt một cách vô lý. Đấy chứ ạ? Đấy, khả năng thứ nhất. Khả năng thứ hai ấy là khi mà bạn thấy là giá nó đã bị đẩy lên liên tục, nó bạn hỏi những cái thông tin giá nó qua nhiều chu kỳ, nó tăng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần, 2, 3 triệu lên 4 triệu lên 5 triệu lên 10 triệu lên 20 triệu, nó tăng khủng khiếp, tăng liên tục. Rồi, thế thì nhiều anh em là bạn cũng phải hình dung là và bắt đầu có cái sự so sánh. Ví dụ đấy là một miếng đất ở Vendo, thế bạn nói đất này 20, 30 triệu thì bằng trong trung tâm có 40 triệu hoặc 35 triệu, mà ở ngoài tận Vendo nó lên đến gần 30 triệu thì bạn sẽ phải thấy là nó hơi vô lý. Thì bạn thấy bạn so sánh với lại một cái mốc tham chiếu và bạn thấy cái giá quá vô lý, không việc gì tôi phải mua ở tận một cái nơi Vendo như thế, và bạn bắt đầu nhận ra là giá nó bị thổi bong bóng quá cao. Rồi, thì tôi vừa nói có mấy điểm tham chiếu. Điểm tham chiếu thứ nhất là sức mua hay là cái khả năng chi trả của người tiêu dùng. Cái khả năng thứ hai là người ta tham chiếu với một cái vị trí bất động sản khác và người ta thấy cái giá đó là rất vô lý và mình hiểu nó là cuối sóng rồi, tức là mình so sánh được. Khả năng thứ ba là khi bạn nhận ra là thị trường nó đã tăng liên tục và nhà nước bắt đầu hay là cái địa phương đấy bắt đầu có những cái điều chỉnh về chính sách. Ví dụ như bên này chúng tôi chẳng hạn thì ngày 30 tháng 4 2018 thì khi mà bắt đầu có thanh tra đất đai thì rất may chúng tôi có thông tin và chúng tôi ra trước thị trường một tháng. Mình đã vào từ đầu năm 2016, mình đã hưởng tăng giá khoảng hơn 2 năm. Rồi, thì ở đây là thông thường một khu vực nó có thể trải qua vài chu kỳ tăng giảm.
Đấy, nhưng mà đôi khi bạn sẽ thấy là ở đấy nếu giá nó đã tăng một cách quá vô lý thì bạn không nên tham gia. Thế còn đầu sóng thì chia sẻ bạn là như này. Thực ra thì tôi ví dụ như là người ta sẽ tham chiếu, ví dụ trung tâm ở chỗ đất này có cách trung tâm có 40 đi có 40 phút, giá có 1 triệu quá rẻ, trong khi một cái chỗ khác cũng cách trung tâm 40 phút nhưng bây giờ giá nó đã 30 triệu, chỗ này là chỗ rẻ nhất rồi. Và sắp tới lại có những cái quy hoạch mới, những cái thông tin mới, sắp làm cái trường đại học, sắp làm cái khu công nghiệp, sắp làm cái khu đô thị và mới sắp thông một tuyến đường. Đấy, thì tôi ví dụ như là và bạn vào, ví dụ bên này chúng tôi với một số anh bạn thì chúng tôi khá nhiều nơi chúng tôi xuất phát là thế nào là đầu sóng ấy, thì thứ nhất là nó có trước đấy là mình nắm được cái thông tin, ví dụ sáp nhập cái huyện này về cái thành phố này. Đấy, mình bắt đầu có thông tin. Hay ví dụ như là một số cái đại gia lớn họ sắp làm cái dự án lớn, tôi ví dụ Vingroup, Sun Group, những người tạo lập thị trường, họ bắt đầu triển khai cái dự án A, dự án B. Thế là một số anh em thì và bạn một cái nữa là bạn học cái biểu đồ giá, bạn hỏi cái giá hồi trước cái miếng đất này bao nhiêu, tôi ví dụ này nhé, rất cụ thể này, một cái khu ở ven đô Hà Nội. Thế thì tôi vẫn nhớ mà tôi là người đã giới thiệu cho các bạn học viên mua ở cái khu đấy, lúc đầu nó có 3-4 triệu một mét thôi. 3-4 triệu một mét thì các bạn ấy hồi đấy đất thì nó trông nó nhìn nó rất là gọi là chó ăn đá gà ăn sỏi ấy. Thế nhưng mà sau khi anh em mua xong thì bắt đầu nó chỉ trong vòng có 6 tháng nó lên 7 triệu 8 triệu. Đấy, sau đó thì nó lên tiếp 10 12 triệu. Bây giờ thì nó lên tiếp 15 triệu. Nhưng mà ví dụ theo tôi đánh giá nó lên đến khoảng tầm 20 triệu thì nó hơi vô lý, nên đến khoảng 25 30 triệu thì quá vô lý. Và tất nhiên là thì tôi sẽ không bao giờ vào cái khúc giá đấy. Thế thì đây là một vài cái chia sẻ cho thêm cho bạn Nguyễn Thị Lý. Ok, đấy, thì bạn nắm bắt được cái ý nào ở trong cái phần chia sẻ vừa rồi thì bạn có thể là vận dụng cho trường hợp của mình. Thì theo tôi kinh nghiệm quan trọng nhất nhé, tìm chỗ rẻ mà mua, đừng có phi vào chỗ nó đắt quá rồi. Ok, anh em comment vào ô chat tìm chỗ rẻ mua, đó, tìm chỗ rẻ để mua.